nhiều sinh lý có thể được cải thiện bằng một số bài tập đơn giản. Sau đây, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc sẽ hướng dẫn các bạn một số bài tập ngay tại nhà. Thực hiện đúng cách và đều đặn những bài tập này giúp việc lưu thông máu đến bộ phận sinh dục tốt hơn, giúp cơ chậu mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, còn giúp tăng khả năng cương cứng, kích thích ham muốn tình dục và nam giới cũng kiểm soát được thời điểm xuất tinh. Bài tập chống đẩy là bài tập cơ bản đầu tiên. Nó khá giống với động tác khi các chàng làm tình. Bài tập này tác động vào ngực, vai, cánh tay, giúp nam giới có sức khỏe vững vàng hơn khi quan hệ. Nguyên tắc khi chống đẩy là hít sâu khi xuống và thở ra khi lên. Điều khiển hơi thở không chỉ quan trọng khi thực hiện chống đẩy, mà kể cả khi lâm trận, nó cũng quyết định đến thời gian lâu hay nhanh. Cách thực hiện như sau. Nằm sấp, hai tay chống xuống mặt sàn, sao cho cánh tay để sát vào người, vuông góc với sàn nhà. Từ từ nâng người lên trên cao nhất có thể, siết chặt phần hông, giữ cho hai chân thẳng. Hít thở thật sâu và đều đặn, giữ cơ thể trong vòng 15 giây. Thực hiện 5 đến 10 lần tùy vào thể trạng. Cách thực hiện. Động tác 1. Nằm ngửa, hai đầu gối co lại, hai tay để sau gáy, đùi tạo với sàn một góc 45 độ. Từ từ gập người lên, đồng thời hít vào. Giữ tư thế khoảng một vài giây, sau đó hạ người xuống, đồng thời thở ra. Lặp lại động tác từ 10 đến 20 nhịp. Chú ý, giữ nguyên chân tại một vị trí, dùng lực bụng và hông để nâng người, chứ không dùng lực cánh tay. Cách thực hiện bài tập này như sau. Nằm sấp xuống sàn ở tư thế chống đẩy, hai cánh tay chống xuống sàn, khuỷu tay vuông góc với mặt sàn, siết chặt phần hông, giữ cho vai, lưng và mông trên một đường thẳng. Hít thở đều đặn và giữ nguyên tư thế trong vòng 20 giây. Thực hiện bài tập chống xuất tinh sớm này từ 5 đến 10 lần một ngày. Cách thực hiện. Nằm ở tư thế úp mặt, hai tay chống thẳng rộng bằng vai, một chân quỳ, chân còn lại duỗi thẳng. Thực hiện đưa chân lên xuống nhịp nhàng, sau đó đổi bên. Lặp lại động tác từ 10 đến 12 nhịp mỗi lần. Cách thực hiện rất đơn giản. Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai và thực hiện động tác đứng tấn nhanh. Sau đó trở về tư thế cũ, lặp lại khoảng 30 đến 50 lần. Bài tập Kegel thứ nhất. Đầu tiên, đặt hai chân lên sàn, nằm xuống rồi đưa gót chân đến gần mông nhất có thể. Tiếp đến, dùng phần hông đẩy người lên, gập đầu gối thẳng và đưa người lên cao. Giữ người ở vị trí cao nhất, sau đó đưa người xuống từ từ và nhẹ nhàng. Tiếp tục đưa người lên cao, gập ở vị trí cao nhất để căng các cơ, giữ khít nhất có thể. Lặp đi lặp lại động tác khoảng 10 lần và tăng tốc dần. Bài tập Kegel thứ hai. Đặt lưng thẳng sát mặt đệm tập, thả lỏng lưng trên sàn, đưa hai chân lên cao cùng một lúc, sau đó hạ chân xuống. Chú ý giữ trọng tâm cơ thể làm sao để bạn có cảm giác căng cơ diễn ra ở phần hông. Hạ chân xuống và thực hiện khoảng 12 nhịp mỗi lần, sau đó tăng tốc và số nhịp lên dần. Bên cạnh việc tập luyện đều đặn, các chàng cũng cần phải tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu kẽm, tránh xa rượu bia, giữ tâm lý thư giãn, thoải mái, tránh căng thẳng. Ngoài ra, để tăng cường sinh lý một cách hiệu quả và an toàn, Mãnh Lực Trường Xuân chính là sản phẩm quý ông nên lựa chọn. Mãnh Lực Trường Xuân được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu về y học cổ truyền tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc. Sản phẩm được bào chế từ các loại thảo dược thượng hạng của núi rừng Tây Bắc, có công dụng bổ thận, tráng dương, hỗ trợ điều trị chứng suy giảm sinh lý nam giới, tăng cường testosterone nội sinh một cách tự nhiên, giúp quý ông tăng cường ham muốn, làm chủ cuộc yêu.